Ly ơi. Ấy, à, gì thế? Gì thế? Cái gì thế hả? Là con, cái gì thế? Mẹ quên lấy nước cho con. Ui, té. Mẹ quên lấy nước cho con hả? Đã đây, mở mở đây. Đấy. Nó kiểu gì vậy? Té rồi xuống đây. Trời ơi, trời ơi. Coi kìa, coi kìa. Coi tướng kìa. Rồi đây mẹ nè. Té đấy nha. Rớt xuống cái bàn là đau điếng lại khóc ấy. Không ai nghe, không ai dỗ đâu. Đây. Này 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 này, Ly. Ly biết gì đây không con? Đây nha. Đây, này mình sẽ làm món bắp này. Ê, chưa ăn được. À, cà rốt này, đậu ve này, mẹ sẽ làm cơm cơm chiên sắc màu cho con nhé. Chịu không? Cà rốt này, món đi thích đi. Cho miếng thử nha. Cho miếng thử này. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ chưa? Giỏi. Ngon lắm. Mẹ cắt cho con nha. Mẹ nhìn mẹ cắt nha. Ăn gì thứ ngon không hả? Như nhau thôi, cà rốt thì quả cái kia là cái cà rốt ra chứ đâu con. Gì thế? Đút tay đấy nha, đút tay đấy nha. Đút tay, đút tay. Thử miếng nước đánh ngon không? Cắt thử đi. Ngon con, đấy, thôi, được rồi. Lên ghế ngồi đi con, lên ghế ngồi đi nha, lên ghế ngồi nha. Đấy, ngồi đấy nha mẹ. Con ngồi đây con cầm cái dao của mẹ, mẹ sợ quá. Nó vào tay là thôi. Đứt cái tay là sốc lắm, đau lắm. Ăn hết rồi hả con? Ừ, thôi đưa rồi đó, cho miếng này nè. Bật bếp lên luôn nha. Giờ này là không chạy qua bên đây nữa nha. Ê! Thử miếng không con? Ngon. Ngon hả? Thử miếng nữa đang hết nè. Ăn sống ngon hả con? Ăn sống cũng ngon hả? Thôi nha, ăn thế thôi để dành bụng ăn cái cho nó ngon miệng nha. Cái gì vậy? Gì gãi tay vậy? Nào, đem bỏ xuống bếp nào. Giờ là đậu ve nha, đậu ve nha. Cho con cá thử nữa này. Hôm nay sẽ cầu vòng đủ màu nha. Màu trắng của cơm này, màu vàng này, màu cam này, màu xanh nữa. Ôi ôi, đẹp thế không biết. Ly văn thì ngon miệng nha. Giờ mình xào cho hai cái chín trước đó nha. Mẹ một xíu nha, của quan xem không, quay xem thử không. Bỏ cái này đó coi nha. Quay xem với mẹ này. Ui, ngon chưa? Nó sắp chín rồi đấy. Nhìn thôi, nhìn thôi. Chứ con đụng tới là nó bỏng người ấy. Nó bỏng con ấy nha. Nó bỏng đấy nha. Nào, cơm chưa ăn được đâu con, cơm chưa ăn được đâu. Mẹ cho mình cái này nha.
Là gì hiếu bái vậy? Hả? Cái gì vậy? Sao sao con sao à ngon quá hả? Ôi dính đầu cơm tay mẹ bóc cho mẹ rồi, mẹ cảm ơn. Ôi Ly ơi, mẹ quên lấy cái dĩa của con rồi, con xuống dưới bếp lấy dĩa của con đi. Xuống bếp lấy dĩa của con đi con. Mẹ ơi, xuống bếp lấy dĩa của con đi con. Xuống bếp với con, để dưới bếp á, đi nha. Dưới bếp á Ly ơi. Rồi rồi, để đây cho mẹ, để đây cho mẹ nha. Ngồi đây. Mẹ đổ cơm đây nha. Rồi mẹ đổ cơm đây nha. Ngồi xuống bỏng ấy, nóng ấy. Mày lấy cái bàn lên nha. Đây. Kéo lên. À đây mày thổi đó. Nóng lắm, từ từ đó con. Ngon không con? Ngon không? Đấy. Nóng lắm, đừng từ từ sờ nha, nóng lắm. Mày thổi đó, nóng, từ từ đó. Chờ nó nguội đó con. Chờ nó nguội chút xíu thôi nha. Ôi cục cưng của mẹ chờ chút xíu một xíu thôi. Chút xíu thôi, nước thôi này, để đây nha. À uống miếng nước hả? Uống nước ăn cho nó ngon nha. Lại bừng cái điệu uống nước không chấp nhận được sao mà không được lên. Sao làm sao à con hút đi, nó phải như sữa đâu. Con cầm hai tay thế này này, qua cầm đây, tôi cầm lên đây, đúng rồi đấy, rồi ông hút đây, hút đây, đấy tay em lên đây rồi, hút đi, đấy, trời ơi là nghịch quá, không ai chơi lại đâu, nghe chưa? Đây, ăn vải nhá. Làm sao? Con muốn ăn chưa? Rồi, hồi xuống đây mẹ cho ăn. Đúng rồi, bóc tay ăn đi cho nó ngon. Nào dính tay không sao, dính tay mẹ lau. Nào con dính tay mẹ lau nha. Mẹ con là thẳng lên.
già nữa chứ. Ngồi em hiện cái ăn ngon không? Thích quá. Dính vào áo kìa con, dính vào áo kìa. Đúng rồi. Ăn hết bốc thêm, cho con. Bữa nay mẹ cho con ăn bằng tay nha. Ngon quá nha. Bốc thêm nha. Rồi. Nè con, thẳng người lên ăn nè. Ngon không con? Bắp ngon hay là cà rốt ngon? Cái nào ngon? Hai cái nào cũng ngon hả? Cho tay ra nè. Ăn hết tay trong đây đi. À dính tay không sao, ăn dính tay mẹ lau. Dính vào tay nè. À, con không ăn đậu nữa. Rồi, cho con nha. Này lấy cà rốt không ra ngoài. Từ từ ăn thôi con. Nó bắt đầu no đúng không? Cái dính tay là cứ quơ quơ. Không sao, cứ bẩn tay mẹ lau cho. Nó hết dĩa đi con, no đúng không? Ô Ly ăn ngon thế, Ly nuốt luôn đi, không cho vào túi kìa. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Ông hàng xóm á, bác hàng xóm á hả? Đi đây ngồi tiếp ăn tí với mẹ nè. Mày ngồi tí đi con. Ăn hết đi rồi mình ra kia chơi nha. Ra chào bác hàng xóm một tiếng nha. Được không? Bác hàng xóm chào con tí nha. Con ăn xong ra con chào nha. Con nữa không? Đây này, đi ăn giỏi chưa? Thì ăn gần hết một khoanh tròn thế này nè. Thì ăn còn bao nhiêu đây? Giỏi quá. Ôi, veo hết luôn. Quá giỏi luôn rồi. Hôm nay Ly lớn đi ăn tốt hơn hồi nhỏ nhiều. Tháng trước Ly ăn cũng không tốt cái này đâu.
là ăn nè. Quay mẹ lau tay cho con. Quay mẹ lau tay cho nè. Đây mẹ lau tay cho. Tay đâu, tay đâu? Tay xinh đẹp đâu rồi? Nào. Ôi, dính tay nè. Rồi, đưa cái miệng đâu. Rồi, mẹ lau cái bàn qua nha. Dạ, hôm nay ăn giỏi quá. Nghe mẹ nè, cho uống nước đi con. Ha ha ha.